nay tụi mình đi mua hoa quả để cúng. Bất cứ các bạn làm cái sự kiện gì các bạn cũng phải cúng trước thì tổ chức cho Phật phù hộ. Trời Hà Nội buổi sáng khá là bụi hay sương ta? Bụi mịn. Hà Nội Christmas up pop-up sale. Thôi mọi người đây. Hey. Giờ mình sẽ bắt đầu vào chuẩn bị đồ để bán thôi. Thì cái này là đang khắc tên lên cái hũ nem như thế này. Cái chợ do nem nó sẽ đặt tên của mọi người. Nên là mọi người mua quà tặng Giáng sinh hay là kiểu ổ hết Giáng sinh rồi, mọi người mua quà tặng sinh nhật hay mua quà tặng bất cứ cái dịp gì á, mình thấy cái này quà thiết thực vậy, không có quá mắc, vừa túi tiền mà kiểu nó đẹp. Xong các bạn có thể đốt nến thơm, hết nến thì các bạn có thể sử dụng cái đó kiểu làm chân luôn, tại vì có tên của mình chỉnh. Cái này mình xịn vậy. Trời, ý là hồi xưa mình mua mấy cái bên này nè để mình tặng á, mà mình cứ tưởng là kiểu người ta lấy cái hũ đó người ta tự khắc tay lên đó mọi người, người ta đục lên đó. Chứ mình không nghĩ là có công nghệ như vậy, xịn quá. Rồi về bán ra. Đây, đây là chỗ của mình. Ăn chưa? Ký hợp đồng luôn, ký hợp đồng phát rồi. Hợp đồng phát rồi bọn em sẽ có chiếc hũ theo gói. Không có kiểm soát đâu. Em cứ có được quyền là em cũng có được. Nói chung là đồ Hà Nội cũng đặc sắc. Mình ăn hợp gu cả đồ Hà Nội lẫn đồ Sài Gòn, cho nên là vui vẻ. Vì có một số người đi Hà Nội về kêu ở Hà Nội ít đồ ăn hợp gu, nhưng mà bọn ngon được cái mắt. Thật ra mọi người biết không, phở cuốn với phở chiên nữa, cái chất liệu phở, bánh phở á, ở ngoài Hà Nội là bánh phở, nhưng mà thấy giống bánh tráng cuốn á, giống kiểu nửa là bánh cuốn nóng ở trong miền Nam mình á, với lại bánh tráng nó mỏng hơn bánh cuốn mà nó dày hơn bánh tráng. Nhưng mà ở Hà Nội thì gọi là phở, kiểu bánh phở mà thay vì bình thường mọi người thành sợi mà hiện nay người ta cán dẹp bự ra xong rồi mỏng lại. Nói chung là cũng là từ bột gạo thôi. Tất cả các loại bánh trên năm mình nghĩ là người Sài Gòn, nếu mà những người không biết á, lúc mới ra nếu mà ăn cái phở cuốn này mọi người nhìn thấy đầu tiên mọi người sẽ nói là ủa cái này bánh tráng mà. Còn là bánh cuốn mà phở gì vẫn vậy, nhưng mà vùng miền nó khác nhau. Ăn lẹ rồi vô bán tiếp. Tranh thủ đi mua chút nước uống. Này là đội cấn Ba Đình Hà Nội. Hà Nội bây giờ mang mát mọi người, nó cũng không lạnh lắm nữa. Cái hôm nay là 24 là Noel đúng không, mà thời tiết kiểu giống như ở Sài Gòn thôi, nhưng mà ở ngoài này thì hơi bụi nha, bụi kiểu đó lắng trước mặt mình luôn chứ nó không có bay trên. Đeo khẩu trang suốt. Ở ngoài này cũng dịch nhưng mà mình thấy không có lockdown nặng như hồi đó ở Sài Gòn lockdown á, hoặc là mình chưa tới khu lockdown. Nói chung khu này vẫn còn ổn. Mình nghe người Hà Nội nói là đã vắng bớt rồi chứ bình thường đông lắm. Đấy, xui ghê, tự nhiên tổ chức bốc ấp đúng cái đợt này. Hello mọi người, em tới thăm xí nè, xí nè, xí nè má, em sẽ đi ăn với em tôi. Cũng tới giờ dẹp rồi. Vậy hẹn mọi người vào ngày mai. Yo, này mình đang được local chở đi ăn làm bò nướng mọi người. Hai chị em tâm linh tương thông, cùng thích một món. Nó nhìn mình bây giờ nhìn như Diễm My. Ở đây không có cho bán ở ngoài đường á, sau 9 giờ mà bây giờ mới 8 giờ thôi. Mà hôm nay kiểu Noel chắc là kiểu người ta làm gắt do dịch từ các thứ, nên là ăn á là sẽ đóng cửa thế này nè. Thật ra là ở trong có khách đó mọi người, chứ không phải là nghỉ bán nè. Thật sự lạ lắm. Wow. Mình gọi một set vừa. Ở đây là set nhỏ thì nó 300 ngàn, có set nhỏ thì 200 ngàn, set lớn thì 400. Có hai đứa nó gọi set nhỏ thôi thì nó có 2 với 9 ngàn. Rồi sốt me, nó có 2-3 loại sốt, là mình uống sốt me. Nhiều loại thịt bò. Rồi bao gồm nữa không? Bắp bò, nầm heo, ba chỉ heo, thịt non heo. Ủa đây là heo chứ không phải bò nha mấy bà. À có bắp bò, còn lại là heo. Rồi xong rồi miễn phí bơ, bánh mì, salad, sốt. Mình nghĩ là ở đây nó rẻ hơn cái chỗ hồi trước mình ăn đó mọi người. Có gọi thêm nữa nè. Nay là đêm Noel và tụi mình đang ngồi ở đối diện một cái sơ cột cây nào đó. Cái này nó ít ít. Thì nó mềm, nó ướt ướt kiểu đó mà. Xí giới thiệu cho mình một cái chỗ ngồi rất là chill, chỉ có tụi mình thôi và không bị đuổi nha mọi người. Không bị dân phòng đuổi cho nên là cũng ok. Đấy. Mình thề với mọi người luôn là mình không bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ ăn Noel với một cô em mà gọi là đây là lần thứ 3 mình gặp mặt. Đó, rất là chớp nhoáng mọi người. Và chỉ ngồi đêm Noel, thật sự luôn nha mọi người, đêm Noel ngồi đây. Ừ, 24. Hôm nay 23 qua 24, ồ, hôm nay ngày 24 luôn mà. 24. Hôm nay 24, đúng rồi, ngày 24 là ngày bắt đầu chị làm bắp úp. Ghê chưa, ghê chưa. Ok, hôm nay là ngày 25. Mới Noel hôm qua, hôm nay vẫn Noel. Mình cũng nên pop up cái tiếp. Mình đi hơi trễ. Bắt đầu ngày hơi trễ xíu, vậy là 11 giờ trưa rồi. Bây giờ mình sẽ ăn sáng nè. Này, xôi mua đâu ạ? À rồi. Như vậy là mua ở Hồ Chí Minh mà. Không biết nữa, cùng. Rồi, đặt xưởng. tạm thời đi ra khỏi cái box ức xíu để đi gội đầu. Mới phát hiện có một cái tiệm mà gội đầu ở gần đây. Trời ơi, có tiếng du thích, làm du thích mà quay cái vlog 3 ngày chưa gội đầu. Má ơi, hỏi sao anti nó không chửi mình. Nữ đầu bếp, nữ thần đầu bếp, Queen đầu bếp. Ghê, đâu tóc đúng bế luôn á. Cái đi đi dễ đi. Mình được cứu đói mọi người ơi, mình được cứu đói. Đấy, mọi người, bạn bè mua cho mình caramel, kem caramel mà thật sự thì nó là bánh flan. Đây bánh lăng nè mọi người. Có hai cái của Lucy là su á nha mọi người. Kem caramel, ở ngoài này người ta gọi là kem caramel chứ không phải bánh flan. Nhưng mà bánh flan này nó mỏng nước mọi người. Cái này là của Su với Lucy này để mình nè, được hai cái muỗng flan nha mọi người. Nó mỏng nước lắm, nó rung rinh lắm. Có cái rung rinh. Alo. Ok, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi, gần 9 giờ rồi và bây giờ thì tụi mình phải tranh thủ đi ăn để không tới 9 giờ tất cả đóng cửa, không ai ăn được gì hết nè. Ủa nói chuyện cái gì vậy ta? Hôm nay đỡ bụi. Hôm nay đỡ bụi hơn hôm qua. Ở Hà Nội và là ngày thứ 3 và bóc ốc là ngày cuối cùng. Ôi sao cái ánh sáng nó xanh nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi mua cà phê sáng ấy nha. Bây giờ mình đi bộ ra cái chỗ. Ủa hình như có mưa hả ta? Mưa luôn. Mọi người nhìn nè. Đây là 11 giờ trưa ở Hà Nội ấy. Hôm nay có mưa một xíu, kiểu cứ có một vài giọt nó hạt đổ lên mình á. Kiểu giống như mưa phùn thôi nên là không có cần áo mưa mà đi trong cũng được. Nhưng mà không khí khá ẩm ướt với lại kiểu trời đã có tối á. Đây mình đang trên đường đi bộ ra chỗ bóp úp. Hôm nay kiểu ngày 26 cho nên là bắt đầu hàng quán người ta bị đóng bớt ở một vài quận rồi. 27 là đóng hết. Hên trộm vía, ngày mai mình mới về. Hôm nay là xong bóp úp rồi. Mình cũng khá vắng. Mình đang ở trên đường Lê Hồng Phong, quận này là quận gì nhỉ? Nói chung là nó super trung tâm hay sao á, mà nãy giờ mình đi qua hai con đường mà xung quanh á, bên này đường lẫn bên kia đường đều là cảnh sát, công an, bộ đội. Mình cũng rén mọi người, mặc dù là mình không có làm gì sai hết trơn á, nhưng mà kiểu sống hèn quen rồi mọi người. Cứ thấy ai mặc đồ cảnh sát, công an, bộ đội là kiểu rén á, cái tự chột dạ mọi người. À, cái này thì mình biết này, đây là đường của Lăng Bác. Tại thấy kia không? Đấy. Hèn chi xung quanh đây toàn là bộ đội không. Cuối cùng cũng tới. Ở trên kia kìa. Oh my god. Đây là outfit hôm nay của mình, trắng đen về đúng style. Mọi người bỏ qua cái đống này, mới mua đồ ăn lên. Ê ăn ơi, đi bán mà chưa bán gì hết, tới ăn. Tao đi bộ mày 1 tiếng rưỡi, ở qua 1 tiếng đồng hồ. Ủa xong đi xe đi. Đấy là tao thấy nó gần, cái tao đi thử. Nó kêu có nửa tiếng à, cái tao đi hành tiếng luôn. Không dừng luôn nha má. Nó là có mình tao à. Oh my god, hôm nay là mình không quay cái gì cả ngày mà mình chỉ bán thôi. Và mình quay video clip mới có một sự accident nhỏ là cái mai đổ. Và bây giờ ở ngoài này rất là lạnh. Đấy mày đừng có nhốt tao, lạnh. Hôm nay trời lạnh lắm mọi người, kiểu nó cứ mưa phùn phùn á, ít nhưng mà nó có mưa phùn suốt từ sáng tới giờ luôn, từ lúc mà mình đi bộ đó tới bây giờ ngày 26 đó. Noel là không lạnh nha, tới 26 mới lạnh. Bây giờ mọi người ở đây là phải đóng cửa, cánh cửa để tránh gió. Đổ cả cây mai luôn. Bây giờ mọi người đang kiểu chờ tới hết giờ, có một vài shop dọn luôn hết rồi ha. Đây là quà của bên Aurora tặng cho mình. Bữa giờ bán ở đây kiểu mấy bạn dễ thương lắm, tặng quà rồi còn cho đồ ăn nữa. Mà nó làm được gì cho anh ta hết chứ. Ủa sao cười ta, lại thấy hổ thẹn chứ. Xinh quá à. Diễn lại cho hồi nãy tôi diễn lại cả cái gì vậy cho mọi người. Thật sự bây giờ mọi người, mấy người kia đi ăn là tôi không ăn, tôi mệt quá rồi. Ngày cuối thì về lúc nào cũng mệt hết. Nãy tôi đi về tôi mở cửa ra đúng không, đó cái gì vô đây, thấy cái giường trên giường. Ngày hôm nay nó lạnh thật sự, đây mới là lạnh. Đây mới là cái lạnh. 24, 25 nó nóng kinh khủng, hôm nay mới thật sự lạnh. Để tôi cống hết tay rồi. Bây giờ tôi sẽ bật nước nóng để tắm. Hôm bữa trước khi đi này tôi bị đổ dầu chiên đồ ăn á, xong rồi đổ nguyên cái mảng dầu nóng lên chân cái bị phỏng. Xong mấy bữa nay toàn là mang giày bà ta, cho nên là cái cục bọng nước để xong thêm một quả dây phải. Hồi nãy bắt vít nó phồng gợp lên rồi, ngày mai phải ấm lên bụng nước không gợp lên. Làm event cực lắm, đâu có dễ đâu mọi người, ai có đam mê mới làm được. Thề, tôi không có đam mê đó, tôi phụ bạn tôi thôi. Thứ tư đúng không? Ủa thứ 5, ngày cuối. Hiện nay là ngày 27 rồi. Hiện tại là bây giờ thời tiết tự nhiên đến thời tiết Sài Gòn, thời tiết Hà Nội bây giờ đang là 12 độ mọi người. Nhưng mọi người thấy mình mặc đồ ấm hơn. Tất cả những ngày trước đây sáng ra là 12 độ rồi. người Hà Nội ngoài này người ta cũng mặc đồ ấm luôn rồi. Nói chung là mình thấy mặc đồ ấm xong đi ra ngoài đường mình nó mát mẻ chứ không hẳn là lạnh. Đó là mình chưa có uống cà phê vô, mình vẫn cầm ly cà phê đá của Circle K sáng tới giờ. Đi dạo một vòng, ngắm nhìn những cái nơi gần gần khu mình ở, thấy cũng chiêu chiêu. Những thời tiết này mình thích đi dạo á, chưa dám uống nước đá vô, sợ nó lạnh hơn. Đấy, ngày hôm nay thì là cũng chính thức lockdown vài quận. Ở ngoài này là lock theo kiểu không cho buôn bán ăn lại chỗ rồi tụ tập buôn bán cái thứ. Nó giống cái thời Sài Gòn mình những cái thời điểm tháng 4 tháng 5 á, giống Sài Gòn thời đó chứ chưa có khó khăn như cái đợt là tháng 6 tháng 7. Đấy, mọi người đi ra đường vẫn buôn bán bình thường, chỉ là không có buôn bán ăn tại chỗ hay là tụ tập thôi. À, thời tiết mình đi dạo thích thế mọi người, chỉ cần mặc đủ ấm thôi, đừng có để mặc phong phanh quá thì nó lạnh khó chịu. Đủ ấm đi dạo đúng thích luôn. Thì mình sẽ đi ra ga các anh. Rồi, ga đầu tiên của Việt Nam. Grab vừa mới anh Grab vừa mới cho mình xuống đây. Thì đây là ga Cát Linh, nhưng mà hướng vô là hướng nào ta? Đó, quét mã QR để đi vô. Vãn vải chắc là do dịch đó. Đó, mọi người thấy cái bàn ở đó không? Là sẽ có một cái bàn để quét khai báo y tế hoặc là khai báo giấy, hoặc là mình có thể quét bằng cái máy luôn. Nói chung có 3 cách rồi. Đây, 13.000. Mình qua ga Hà Đông nhưng mà bây giờ chạy lại đưa tiền lẻ hết à. Bây giờ đi sao ta? Vé ngày, vé tháng, vé miễn phí, mời đến 10 vé. Ủa có vé miễn phí hả? Vé miễn phí là sao? Mình đang ở cửa B nè. Có cái bản đồ luôn. Mình đang ở đây. Bây giờ theo dây trên này là mình sẽ đi tuyến 2A Cát Linh Hà Đông. Là màu xanh lá cây. Đây. Rồi đó, rồi đây là cái thẻ đã cho vô xong. Để lên tàu. Tiếc quá à, mình đi một mình nên là không có ai chụp hình đó, đó mình cũng muốn chụp hình ở đây lắm. Chú quay khởi hành nè mọi người. Giờ mình đã đi ngược lại, tại mình bắt sai điểm á. Ý là mình tưởng điểm đến là Hà Đông nhưng mà là Đống Đa, cho nên là bây giờ phải đi ngược lại rồi qua bên cái đối diện để bắt mua lại vé rồi đi ngược lên phía đối diện thì chiều hướng về nha. Tối 11 ngày là tại vì mình đổi điểm đến, không phải là cái chỗ mà nãy mình bắt đầu á. Trời, nói chung là tại vì mình có kinh nghiệm đi Skytrain ở bên nước ngoài rồi thì mình thấy rất rẻ đó mọi người. Kiểu mấy cái ga đi qua chỗ ga này ga kia nhanh là nhanh luôn. Chỉ có cái ga đầu tiên á. Xin chào mọi người, đây là một an toàn cho bạn và người khác. Khi gặp tình huống bất ngờ, cần giữ bình tĩnh, không nên hoảng loạn, làm theo chỉ dẫn của nhân viên ga. Ok. Chỉ có cái ga đầu tiên bắt đầu á thì nó thôi gọi là đi lâu, dừng lâu xíu để đón khách á. Còn mấy cái ga mà kiểu như lưng chừng này nè thì khá là nhanh với lại sạch nữa. Mình không biết sao nhưng mà kiểu trong mấy cái ta sạch lắm, có vắng người, chắc là do mùa dịch á. Mình không biết cái mùa bình thường thì có đông không nhưng mà vắng, giá cũng rẻ rẻ mà kiểu đi thấy xa luôn á. Nếu mà mình đi Grab nãy giờ chắc cũng gần 5 mấy, 7 mấy trăm rồi. Ở cái khu này đẹp quá nè. Có cái khu đường đi xuống dưới đất. Đấy. Giống như cái cầu vượt vậy, khá là rộng. Này là ga láng nha mọi người. Mình xuống ga láng. Đó trên đây. Vui vẻ, vui vẻ. Mọi người thấy lên đây chụp hình nhiều. Mình thấy mọi người lên đây chụp hình nhiều. Giờ mình sẽ đi xuống bên dưới bắt xe qua bên chỗ complex, bạn bè mình đang đợi bên đó. 12 độ. Lạnh nhưng mà thích á, chứ chưa có đến nỗi mà lạnh run người. Ủa cái này là đi xuống hay lên? Đi lên. Giờ hãy đi bộ xuống. Có thang máy người khuyết tật nha. Ok, bây giờ mình sẽ tới nơi quen thuộc, hơi quen thôi. Tại vì nơi này mình đã từng tới đây quay vlog trong cái lần Hà Nội năm ngoái. Bạn bè mình rủ tới đây mình cũng thật là có duyên. Đợt này Noel trang trí đẹp quá nhỉ. Mà dịch nên không có khách tiết ra. Đây là chỗ mình chụp tấm hình cũng khá xinh. Giống là Odinson. Tại tâm bên còn lại. Cái gì vậy thiệt luôn á. Có lộn Spiderman. Sụp dòng một cái, sụp ra một cái. Có cái gì không? Không ồn. Bây giờ mình ăn chả. Đây món khoái khẩu của mình. Mình thích ăn phở Hà Nội hơn cho nên là quên, mình thích ăn phở Sài Gòn hơn. Sáng nay mọi người ăn phở thì mình không đi. Ôi nhưng mà họ không cho mình cái gì nhỉ? Cái tô. Cái tô đây. Thì đây là ở ngoài ăn là người ta sẽ tách ra nước mắm riêng, bún rồi các thứ cuộn ở chấm. Bây giờ mình ăn như bún thịt nướng luôn. Một phần này 60.000 mọi người, mắc hơn phần hôm qua gấp đôi. Nhưng mà hôm qua thì cũng không có nem phải xin riêng ấy. Tôi không có đũa nên tôi lấy hai cái bàn chải ở trong khách sạn tôi ăn luôn. Kem nhà là homemade ice cream nghe nó ngon lắm, không biết nhưng mà cái tiệm rất là dễ thương. Supreme dễ sợ. Ở đây là hồ dây nhà, hồ gươm đúng không? Hay là hồ Hoàn Kiếm của phố Đinh Tiên Hoàng. Nên ngày cuối này là mình sẽ đi dạo một tí. Cuối cả hai khung ba. Muốn cái này làm không ạ? Giáp mì luôn. Lại gần anh, em nhớ đi. Cháy được bỏng luôn, cái bỏng luôn. Đây mọi người. Sữa em chưa có. Ai cho miếng sô-cô-la. Ăn sô-cô-la. Em ơi, em đừng thả tay. Em ơi, hãy ở lại đây, ghét hàng. Quá thuộc luôn kìa. Em. Bây giờ tụi mình sẽ vừa ăn kem vừa dạo vào hồ. Có 12-11 độ chứ nhiêu. Xong rồi ăn kem vô nó sẽ kiểu nhân đôi cảm xúc. Ủa mà kem đâu ta? Thằng sau rồi. Ê con chó đẹp quá hả? Cái đốm kìa, cái đốm nó đẹp quá hả? Ủa không phải đốm má. Trời ơi. Nó mặc cái áo đốm. Nó mặc cái áo đốm mà tôi tưởng là cái đốm. Trời ơi Tuấn ơi. Tuấn ơi. Con bút đồ màu xám vẫn cái áo đốm mà tôi tưởng con cá đốm mọi người. Mãi đuổi theo chó. Cái Tâm ăn cái caramel mãi mặn. Má cái cục à, em thấy nó trên vên lắm luôn. À, thì mình đã check-in online vì mình bay về bằng Vietjet á, cho nên là đã check-in online trên web của Vietjet rồi. Ra tới đây thì chỉ cần đo nhiệt độ và trình báo, khai báo y tế, quét QR các thứ thôi, nó đơn giản hơn lúc từ Sài Gòn ra nhiều. Đấy, nhưng mà bạn phải khai báo nhé. Bây giờ thì sẽ đi vô gửi hành lý. Đây giới thiệu mọi người thiên đường của mình nha. Nếu mình đi đâu mà mình thấy cái này là mình ngồi vô liền. Giờ mình sẽ ngồi chờ tới chuyến bay của mình ngay cửa luôn. À, ngon lành. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên máy bay về lại Sài Gòn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này và nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Nếu các bạn muốn mình làm video clip nào tiếp theo thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới. Nhớ ấn cái chuông cho mình đăng ký để nhận mọi thông tin mỗi khi mà mọi người ra clip. Mình ra clip mới nha. Đây, bye bye. See you later.